mến, nhắc đến Quỳnh Nhai là nhắc đến một mảnh đất bình yên nằm bên bờ sông Đà xinh đẹp huyền thoại, với những cảnh đẹp thiên nhiên được ví như những báu vật mà đất trời đã ban tặng cho nơi đây. Và trong chuyến hành trình ngày hôm nay, hãy cùng Lan Hương khám phá những điều thú vị sẽ có trên lòng hồ Quỳnh Nhai. Điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình mà mỗi du khách không thể bỏ qua đó là đền Linh Sơn Thủy Tử và đền Nàng Han. Với lưng tựa vào núi đồi Pú Ngịu cùng bốn bề là mây và nước, từ đây có thể ngắm nhìn biển hồ Thủy Điện Sơn La và các bản làng tái định cư ven lòng hồ. Tương truyền, khi xưa giặc phương Bắc tràn sang xâm lược, thế giặc vô cùng hung hãn, cướp bóc phá phách làng bản châu mường. Trai tráng làng trên bản dưới hừng hừng khí thế đen lên đường đi đánh giặc. Nàng Ỏ đã xin cha được giả trai để tập luyện cùng binh lính. Với tài năng võ nghệ phi thường của mình, nàng đã được tôn lên làm chủ tướng. Quân của nàng đánh đến đâu giặc tan tác đến đó. Sau khi đánh thắng quân Khải Hoàn trở về, khi qua dòng suối, nàng đã ra lệnh cho quân lính dừng chân, nghỉ ngơi, tắm rửa gội đầu, ăn mừng chiến thắng và đón mừng năm mới. Nơi nàng tắm, bỗng bầu trời tỏa ánh hào quang, xuất hiện đám mây ngũ sắc đón nàng trở về trời. Từ đó, nhân dân trong vùng đã lập nên miếu thờ nàng bên cạnh dòng suối trên một gò đồi cao và đặt tên là miếu thờ Nàng Han, tức là nàng dũng cảm. Có mặt tại cầu Báo Ân, đây là cây cầu có cột trụ cao nhất Việt Nam. Cầu Báo Ân được bao bọc bởi khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Nhìn từ xa, cây cầu giống như một dải lụa vắt ngang dòng sông Đà xanh biếc, mênh mang, điểm tô thêm cho bức tranh khung cảnh vùng lòng hồ. Đây cũng là nơi diễn ra lễ hội đua thuyền và lễ hội gội đầu hàng năm của dân tộc Thái Trắng. Quỳnh Nhai không chỉ thu hút từ những câu chuyện lịch sử, mà nơi đây, vùng lòng hồ còn được ví như vịnh Hạ Long của Tây Bắc, với khung cảnh nên thơ. Và để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp ấy, thì tàu du lịch sẽ là phương tiện khám phá đầy thú vị. Đến với Quỳnh Nhai, đến với lòng hồ của Thủy Điện Sơn La, thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cái hòn đảo lớn nhỏ và những cái vách núi đá vôi dựng đứng đã được du khách ví von như cái Hạ Long của núi rừng Tây Bắc. Và khu du lịch sinh thái lòng hồ với nhiều hòn đảo lớn nhỏ như đảo Trái Tim, khu du lịch Vịnh Uy Phong và khu du lịch văn hóa tâm linh. Và ngoài ra thì du khách cũng có thể được đến thăm những cái bản làng của bà con dân tộc của huyện Quỳnh Nhai, được tham gia trải nghiệm những cái nét văn hóa đặc sắc của các bà con nơi đây và được tắm với khu suối nước khoáng và thưởng thức những cái món ẩm thực dân tộc của bà con và được chế biến từ thực phẩm và sông Đà. Vùng lòng hồ Quỳnh Nhai rất rộng với chiều dài tới gần 30 km. Dòng nước trong xanh như ngọc bích. Vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây được ví như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, vô cùng sống động, với nhiều đảo lớn nhỏ, núi nhấp nhô, chập trùng. Đặc biệt, vùng lòng hồ còn có các vịnh nhỏ là nơi dừng chân lý tưởng để khám phá, trải nghiệm. Và vịnh Uy Phong chính là nơi hữu tụ những yếu tố như hoang sơ, xinh đẹp và yên bình. Khung cảnh rừng núi ẩn trong biển nước sẽ mang lại những dấu ấn khó quên với ai đã từng đặt chân tới nơi đây. Là nơi dừng chân lý tưởng để thưởng thức các món ăn ẩm thực dân tộc truyền thống được chế biến từ nguyên liệu và đôi bàn tay khéo léo của chính những người con sông Đà. Được đắm mình bởi cảnh sắc thiên nhiên mới thấy thời gian như ngừng trôi, sự yên bình, hoang sơ và hùng vĩ của non nước đã làm nên một vẻ đẹp riêng biệt của vùng lòng hồ Quỳnh Nhai. Biển hồ trên núi chính là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến Sơn La.